Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 7 tháng 5 và ngày 8 tháng 5. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường về phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây và nâng dần trục lên phía bắc. Trên vùng biển phía đông nam bộ, gió đông đông nam có cường độ trung bình. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đông nam cấp 2. Nên nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4, ngoài khơi sóng cao dưới 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào thấp nhất ở 1m15 xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5. Cao nhất 2m25 xuất hiện lúc 15 giờ ngày 8 tháng 5. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m59 xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, thấp nhất 0m52 xuất hiện lúc 15 giờ ngày 8 tháng 5. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.